cảnh sát Thái Lan điều tra nguồn gốc cyanua, thông tin về người thứ bảy trong vụ 6 người tử vong ở Bangkok. Vùng áp thấp trên khu vực miền trung Philippines có thể di chuyển vào Biển Đông và khả năng mạnh thêm. Lật thuyền chở 4 anh em đi bắt dế trên sông Bưởi, một người mất tích. Phát hiện kho sách giáo khoa giả ở miền Tây, kiểm đếm 2 ngày mới xong. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết cả nước vẫn duy trì mưa dông, mưa to tại Bắc Bộ, chủ yếu xảy ra từ đêm đến sáng. Nam Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên độ ẩm đất đã bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số tỉnh vùng núi phía Bắc. Còn đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết Nam Bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn. Chiều tối mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngập úng vùng trũng thấp đô thị. Mưa dông ở Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Tại Thanh Hóa, xảy ra vụ lật thuyền trên sông Bưởi, đoạn chảy qua xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành. Vụ việc làm một người mất tích, ba người may mắn bơi được vào bờ. Thông tin từ người bơi được vào bờ cho biết, chiều hôm qua, bốn anh em rủ nhau lên thuyền sắt ra sông Bưởi bắt dế thì gặp nước dâng cao, chạy xiết khiến thuyền bị lật. Ba người bơi được vào bờ, một người bị nước cuốn trôi. Chính quyền cũng đang khuyến cáo người dân trong mùa mưa hạn chế ra sông suối để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Liên quan vụ ba công nhân chết trong hầm thủy điện Nậm Quý 1, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục khởi tố, bắt thêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn TVD 86 là nhà thầu thi công. Ông Đoàn Trọng Đạt, 38 tuổi, bị bắt về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Công an xác định Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Quý 1 ký hợp đồng giao khoáng thi công hạng mục đầu hầm và gia cố tạm công trình hầm tại Thủy điện Nậm Quý 1 có trị giá 26,6 tỷ đồng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn TVD 86 do Đoàn Trọng Đạt làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty. Trong quá trình tổ chức thi công công trình từ tháng 2 2023 đến nay, Đoàn Trọng Đạt đã không nghiên cứu các quy định về đảm bảo an toàn lao động trong thi công công trình ngầm, không tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho người lao động theo quy định. Thưa quý vị, tích cực bảo hộ công dân vụ người Việt tử vong tại khách sạn Thái Lan. Bộ Ngoại giao đã giao thông tin về công tác bảo hộ công dân hiện đang phối hợp chặt chẽ với Thái Lan trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo yêu cầu Bộ Ngoại giao thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam, yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo đề nghị của phía Thái Lan và sớm xác minh thân nhân các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Yêu cầu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan chỉ đạo Đại sứ quán theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, dư luận sở tại. Triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định. Cảnh sát Thái Lan đang điều tra nguồn gốc của chất cyanua được sử dụng trong vụ 6 người Việt gốc Việt tử vong tại một khách sạn ở Bangkok. Cảnh sát đang điều tra xem liệu chất cyanua trong vụ án mạng nói trên được nhập lậu vào Thái Lan hay được mua tại địa phương. Cảnh sát Thái Lan đang chờ kết quả của tất cả các cuộc kiểm tra pháp y trước khi quyết định có gọi bất kỳ ai đến để thẩm vấn thêm hay không. Giám đốc bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok cũng thông báo việc khám nghiệm tử thi của 6 người trong vụ án đã hoàn tất. Đồng thời cho biết thêm, nếu cảnh sát không tìm kiếm thêm thông tin thì người thân sẽ được phép nhận thi thể. Cảnh sát cũng đang cố gắng liên lạc với em gái của một trong 6 người thiệt mạng trong vụ án. Đây là người thứ 7 trong vụ án đã về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 và dường như không liên quan gì đến cái chết của 6 người. Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang phát hiện thu giữ gần 80.000 cuốn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 có dấu hiệu giả mạo nhãn, bao bì hàng hóa. Cơ quan chức năng phải kiểm đếm 2 ngày mới xong. 80.000 quyển sách giáo khoa các loại từ lớp 1 đến lớp 12 có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Đây là vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến sách giáo khoa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tập kết, lưu trữ, kinh doanh sách giáo khoa không sửa nhà, không treo gắn bảng hiệu, nằm ẩn sâu trong khu dân cư hoang vắng tại khu dân cư Tây Đô Eco Park, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Chủ cơ sở là người đàn ông ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ,
không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ có liên quan đến hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa được tính theo giá ghi trên sách giáo khoa là 1,3 tỷ đồng. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử đề án xảy ra tại cục đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm và chi cục đăng kiểm thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đã bắt đầu làm việc từ ngày hôm qua. Trong ngày đầu tiên, hội đồng xét xử thẩm tra lý lịch các bị cáo. Tại phiên tòa có 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đây là vụ án có nhiều cá nhân. Số bị cáo đông nhất với 254 bị cáo, có tội danh nhiều nhất với 11 tội danh. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhất trong 3 tháng và nhiều luật sư tham gia bào chữa nhất. Phiên tòa được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến tại trại giam Chí Hòa, huyện Củ Chi, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Trong số 254 bị cáo, hai bị cáo là cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình, cùng 101 đồng phạm bị xét xử về tội nhận hối lộ. Có 133 bị cáo đang bị tạm giam, 120 bị cáo tại ngoại và một bị cáo đang bị truy nã và được đưa ra xét xử vắng mặt. Theo hồ sơ, ngày 26 và ngày 28 tháng 10 2022, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai ô tô có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe nên dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy số đo kích thước thành thùng xe trùng khớp với số đo của giấy chứng nhận kiểm định. Tuy nhiên, kích thước này lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam. Từ dấu hiệu đó, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nhận điện thoại từ một người giả danh công an, yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công. Người đàn ông ở Hà Nội tin tưởng làm theo, trong giây lát phát hiện tài khoản ngân hàng mất 10 tỷ đồng. Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra. Theo công an, thủ đoạn của nghi phạm là giả danh công an, gọi điện người dân thông báo căn cước công dân của họ bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh. Ngay sau khi cài đặt phần mềm giả mạo này, người dân sẽ bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của người lạ gọi đến. Thưa quý vị, thêm một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến liên tỉnh vừa bị bắt giữ. Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp cùng công an các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ 7 người trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa giải Euro Copa America 2024. Công an các tỉnh đồng loạt triển khai 9 tổ công tác, bắt giữ 7 nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật. Bước đầu xác định, cầm đầu đường dây là Dương Quang Hùng, trú tỉnh Quảng Bình và Trần Khôi Nguyên, trú thành phố Huế. Cả hai đã liên kết với nhau để mua các tài khoản đại lý đánh bạc của nhà cái. Từ đó Hùng tạo các tài khoản đại lý cấp nhỏ hơn và các tài khoản đánh bạc đại giao, bán điểm đánh bạc cho các nghi phạm khác. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, các nghi phạm đã đánh bạc hơn 450.000 điểm, tương đương với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Thưa quý vị, liên quan vụ xe buýt ép ngã người đi xe máy ở thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã đình chỉ tài xế vi phạm. Nam tài xế lái xe buýt tuyến Trợ Giá trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thuộc công ty cổ phần xe khách Sài Gòn. Chiều ngày 17 tháng 7, tại vòng xoay Lăng Cha Cả, nam tài xế đã chạy xe buýt có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, quẹo trái bất ngờ, gây tai nạn với xe máy. Vụ việc làm hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, may mắn chỉ bị xây xát. Trung tâm quản lý giao thông công cộng trích xuất camera hành trình, phối hợp phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công ty cổ phần xe khách Sài Gòn đình chỉ công tác nam tài xế và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời phải thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh đội ngũ tài xế, nhân viên phục vụ trên xe buýt chấp hành quy định của pháp luật. Cảnh báo tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả qua mạng xã hội khi nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe giả rồi rao bán công khai trên mạng xã hội. Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện phá 23 vụ với 63 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tháng 4 năm 2024, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt đường dây làm giả giấy tờ, khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can ở Hà Nội và Quảng Ngãi về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Bước đầu xác định, hai nghi phạm này sử dụng mạng xã hội Zalo và Facebook
để đăng quảng cáo làm các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe. Khi người có nhu cầu sẽ làm giả và chuyển phát nhanh. Công an đã thu giữ hàng nghìn hình ảnh trong máy tính của các nghi phạm về các loại bằng cấp, giấy phép và chứng chỉ khác nhau.